Mới đây, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip nam thanh niên cao to trộm khay cá ở nhà dân gây bức xúc dư luận. Vụ trộm xảy ra tại một nhà dân tại hẻm 634, tỉnh lộ 10 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chị N cho biết, khoảng 10 giờ 29 phút ngày 11 tháng 11, nam thanh niên chạy xe máy vào hẻm 634, tỉnh lộ 10 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện khay cá khô sạc nhà chị N đang phơi trước cửa, người này dừng xe lại bên đường quan sát một lúc, sau đó cho xe lùi lại, đi bộ đến trước nhà chị N lấy trộm khay cá khô sạc và nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Lúc này, ba của chị N phát hiện nên mở cửa truy đuổi. Ông chạy bộ đuổi theo mấy trăm mét, nhưng kẻ trộm đã phóng xe chạy mất. Giá trị tài sản bị mất không lớn, nhưng người trong gia đình chị N bức xúc, việc thanh niên to lớn khỏe mạnh lại có hành vi xấu, trộm cắp vặt khay cá khô. Các bạn và bà con hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tin tức tiếp theo nhé.